Sau hơn 10 năm gắn bó với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, bà Phạm Thị Mai ở xóm 6, xã Khánh Công, huyện Ninh Khánh đã vươn lên làm giàu và trở thành tấm gương trong sản xuất kinh doanh giỏi của hội phụ nữ xã. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không chịu khuất phục trước cái đói, cái nghèo, bà Mai luôn trăn trở để làm sao có thể làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Với hơn một mẫu của gia đình, bà đã mạnh dạn trồng ổi và chanh bốn mùa. Ban đầu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, bà đã được hội phụ nữ xã tạo điều kiện tiếp cận một số nguồn vốn để đầu tư phát triển mô hình. Chuyển sang mô hình cây ổi này có hiệu quả cao hơn nhiều so với cây rau và cây lúa. Để có năng suất cao là cũng phải chăm sóc, trước hết đến là phải bón phân hữu cơ như phân chuồng, rồi tưới phân bioga, phân phi sinh nữa, rắc bốn xung quanh gốc cây để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Nhờ áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt nên mô hình của bà đã đem lại hiệu quả với lợi nhuận khá. Bên cạnh đó, bà còn kết hợp nuôi thêm lợn thịt, lợn giống cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Công việc tuy vất vả, bà thường xuyên phải thức khuya dậy sớm để sản xuất chăn nuôi, nhưng bà vẫn sắp xếp thời gian giúp đỡ các gia đình hội viên phụ nữ khác để họ có thêm động lực để vượt khó vươn lên. Nếu mà có hội viên nào mà muốn làm cái mô hình như nhà tôi là tôi cũng giúp đỡ để san sẻ cùng nhau để phấn đấu làm kinh tế vươn lên, làm giàu cho bản thân mình và quê hương. Chị Phạm Thị Mai đây là người rất là nhiệt tình tham gia cái công tác phong trào. Trong các cái buổi sinh hoạt 4 kỳ trên năm chị cũng không bỏ buổi nào. Qua những cái kinh nghiệm chia sẻ nhau trong kinh nghiệm trong cuộc sống này, trong sản xuất này, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là mục tiêu quốc gia về cái phát triển kinh tế, thì tôi thấy là chị rất là điển hình. Với việc chủ động, cần cù, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình và những đóng góp cho chi hội, nhiều năm nay gia đình bà luôn đạt danh hiệu gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, là tấm gương tiêu biểu được các chị em trong xã học tập noi theo. Nhà chị là cái đất là lông 33, tức là vào cùng với thổ hộ là hơn một mẫu, thì anh chị đã vượt vườn lên cải tạo cái, tức là trồng ổi và trồng chanh tứ mùa, thì là nhìn chung là cái thu nhập của gia đình thì ổn định. Thì tôi thấy cái mô hình của nhà chị Phạm Thị Mai ở xóm 6 rất là có hiệu quả và cũng là một trong những mô hình tiêu biểu của cán bộ hội viên phụ nữ xã Khánh Công. Mạnh dạn, tự tin, bà Mai đã thành công với mô hình kinh tế của gia đình. Bà cũng đang có kế hoạch phát triển thêm các giống cây trồng mới để không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.